Tích điểm vàng, nhận quà sang, rộn ràng đón Tết. Một chương trình tri ân đặc biệt dành cho nông dân VNF của công ty Phú Nông dịp Tết Nhâm Dần 2022. Chỉ cần tích đạt 3.000 điểm từ chương trình quét mã QR sản phẩm trong vụ đông xuân 2021-2022, mỗi nông dân VNF nhận được một phần quà Tết rất hấp dẫn. Thời gian tổng kết điểm để nhận quà ngày 25 tháng 1 năm 2022. Mọi chi tiết liên hệ nhân viên quảng bá phụ trách địa bàn hoặc qua đường dây nóng 02923611449. Tích điểm vàng, nhận quà sang, rộn ràng đón Tết. Phú Nông mang đến sự khác biệt.